đây là video mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người ba cái cách làm sao để bạn có thể tăng được 1.000 sub rất là nhanh đồng thời lượt view mà mọi người tạo ra từ việc áp dụng ba cái cách này cũng sẽ tăng rất nhanh xin chào mọi người mình là dương ca ok cùng nhau bắt đầu nào cách đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho mọi người đó chính là hãy tăng cường việc làm video short để kéo lượt đăng ký về cho kênh nếu như bạn mong muốn là tăng số lượt subscribe lên nhanh chóng thì việc áp dụng short video là một cái phương án rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải áp dụng cái chiến thuật kéo short video này một cách hợp lý. Bạn có thể làm song song video ngắn và video dài cùng một lúc. Với một mục tiêu video ngắn để tăng trưởng nhanh lượt subscribe, đăng ký kênh. Còn video dài để tăng chuyển đổi hoặc đối với những bạn kiếm tiền từ view thì nó sẽ hiển thị được nhiều vị trí quảng cáo hơn đối với short video thì một ngày mọi người hoàn toàn có thể làm được rất nhiều video bởi vì nó ngắn và nó dễ làm và một khi mà video ngắn được đề xuất thì nó sẽ được đề xuất cực kỳ nhanh và viral rất là nhanh và có thể là mọi người chưa biết là youtube nó có một cái chế độ gọi là cho phép phối lại video của người khác và trước đây mình cũng biết là nó có cái chế độ này nhưng mà mình không có quan tâm mấy cho đến khi mình xem một cái video của một ông anh làm youtube ổng chia sẻ lại là từ cái việc phối lại video của người khác một cách hợp lý thì anh này đã tăng trưởng lượt view sub rất là đáng kinh ngạc chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn thì nó đã gần đạt được 1.000 lượt đăng ký và tạo ra được vài trăm ngàn lượt xem và mình không ở đây để nghe người khác nói sau đó thì đem chia sẻ lại đúng y chang những gì họ đã làm mà mình cũng có đã thử nghiệm và bạn cũng có thể thấy là mình đã có thử tạo ra một cái kênh mới hoàn toàn và mình mới đang được khoảng tầm 3 video thôi ba video mình làm luôn ở trong một buổi để mình test nhanh thì uh, rất là ấn tượng video đầu tiên uh, nó được uh, vài trăm lượt xem video thứ hai nó được một ngàn lượt xem và video thứ ba nó được 10 ngàn lượt xem thì uh, mình mới đăng được khoảng tầm có một ngày thôi à và một cái kênh trống không chưa có gì cả mà cũng bắt đầu có người đăng ký thì mọi người có thể thấy là cái phương pháp phối lại video này nó thực sự hiệu quả bạn không cần phải nghĩ ra nội dung, không cần phải nghĩ ra ý tưởng nhưng bạn vẫn có thể làm được. Việc của chúng ta đơn giản chỉ là để tìm ra những cái video đã viral đã có hàng trăm ngàn, hàng triệu lượt xem đã phổ biến ở trên YouTube. Và nếu như chủ kênh cho phép phối lại video đó thì chúng ta sẽ phối lại và đăng lên kênh. Tuy nhiên lưu ý là chỉ phối lại những nội dung nó tương khớp với cái chủ đề mà chúng ta sắp sửa định làm nha. Thì ở đây mình giả sử mình làm về chủ đề funny moment để ví dụ cho mọi người xem nha thì mình sẽ tìm ra những video ngắn có lượt xem rất là nhiều, lượt thích rất là nhiều và mình sẽ chọn vào ngay chỗ cái mục này và nếu như họ có cái chức năng là collab, tức là cho phép phối lại thì mình sẽ phối lại và mình có thể là chọn cái bố cục là phối kèm theo mặt à, màn hình của mình. Nếu như mà mọi người không có muốn lộ mặt của mình thì mọi người có thể là quay một cái con vật hay là một cái nhân vật khác đó, và mọi người bấm quay sau đó tiến hành đăng tải là được ha. Và nhớ là ở trong cái nội dung thì chúng ta cũng sẽ tách những cái từ khóa chính ở trong cái chủ đề thể loại mà chúng ta theo đuổi nha. Ba từ khóa chính và phổ biến nhất là được. Và mọi người có thể thử. Hay không mọi người? Nếu như đây là lần đầu tiên mà mọi người đến với kênh thì mọi người hãy đăng ký kênh bởi vì trong tương lai mình sẽ chia sẻ rất là nhiều những kiến thức về YouTube rất là hay đến cho mọi người ha. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đến với cái cách thứ hai để tăng trưởng lượt sub, lượt đăng ký và lượt view rất là nhanh. Đó chính là thay đổi những cái thumbnail đang kém hiệu quả cái chiêu này mình không học từ ai đó khác mà mình tự test ở trên chính cái kênh của mình. Mình chia sẻ đến cho mọi người là đây là một cái video mà mình đã đăng tải khoảng tầm một tháng trước. Cái lúc mà mình đăng tải video này thì trong tầm một tuần đầu tiên thì video phát triển rất là tốt. Nhưng đến một cái giai đoạn nó bị ngưng view hoàn toàn và nó tụt lượt xem như mọi người có thể thấy ở trên màn hình. Và lúc này mình thử nghiệm đây là cái thumbnail gốc trước đó. Và sau khi mà mình thấy view nó độ ngột chậm lại hẳn thì lúc này mình sửa đổi lại cái thumbnail và mình đăng tải lên ở trên kênh thì cái lượt view bắt đầu nó ngóc đầu và nó tăng trưởng nhanh lên hơn. Như vậy là chiếc video này của mình đã được cứu lại lượt view và tăng trưởng nhanh hơn so với tốc độ trung bình của nó. Và đây cũng là một cái cách rất là hay để giúp cho những cái video đang kém hiệu quả của mọi người. Nếu như mọi người xác định là nội dung video của mọi người rất là ổn nhưng không biết tại sao mà nó bị mất đề xuất thì mọi người có thể thay đổi lại tiêu đề, thay đổi lại thumbnail hoặc là thay đổi lại hashtag thì lúc này thuộc toán của YouTube sẽ đề xuất video của mọi người lại thêm một lần nữa và nó sẽ có hai trường hợp xảy ra nếu như tiêu đề thumbnail thẻ tag mới hiệu quả thì view sub sẽ tăng tốc đi lên còn nếu như ngược lại tiêu đề thumbnail thẻ tag không hiệu quả hơn cái ban đầu thì nó sẽ bị tụt luôn đằng nào đi nữa thì cái video đã bị đứng rồi thì ngại gì mà không sửa đổi đúng không mọi người rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách thứ ba cũng rất là hay và cái cách này là vô tình ở trong một lần mình lang thang đi học và tìm những kiến thức ở trên YouTube thì mình phát hiện ra có một cái YouTuber này ông ta đăng tải khá nhiều video và bị flop ngay từ cái khoảng thời gian đầu tiên và mọi người biết rồi đó, cái phần trăm hoàn thành video cao hay là thấp nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến lực đề xuất của video. Mà trong như trường hợp này thì mọi người có thể thấy là trong khoảng thời gian đầu là chiếc video này có cái lượt view rất là thấp. Và thông thường là những video như vậy thì người ta nghĩ là hết cứu rồi nhưng mà anh này có một cái phương pháp rất là hay đó chính là mọi người hãy nhớ lại là youtube nó có một cái gọi là trình biên tập video uh, cho phép chúng ta sẽ cắt những cái đoạn mà chúng ta không mong muốn ra và anh này anh làm một cái việc là lục đến cái biểu đồ tỷ lệ giữ chân người xem và cái đoạn nào mọi người để ý thấy là nó có vấn đề những cái đoạn mà nó bị gãy xuống chứng tỏ là những cái đoạn này nó không hay nó khiến cho khán giả dễ dàng bỏ đi và anh ấy sẽ vào trong cái trình biên tập và cắt những cái đoạn đó ra chính xác từng giây vì những cái đoạn đó là những cái đoạn mà khán giả không muốn xem và cái điều kỳ diệu đã xảy ra khi mà những cái đoạn mà khán giả không muốn xem đã bị cắt bỏ đi hết rồi thì lúc này chỉ còn là những đoạn mà khán giả muốn xem thì lúc này video nó bắt đầu nó tăng trưởng lên như mọi người có thể thấy và những cái chiêu này thực sự nó rất là hiệu quả và không phải ai cũng sẽ chỉ cho mọi người thì mình tin chắc rằng ba cái phương pháp mà mình vừa mới chia sẻ cho mọi người sẽ giúp cho mọi người tăng trưởng lên cái mốc 1.000 sub đầu tiên rất là nhanh và nhận được rất là nhiều lượt view từ cái việc áp dụng ba cái phương pháp này trong tương lai mọi người nha kênh dương ca của mình là kênh chuyên chia sẻ những kiến thức rất là hay và hữu ích về kiếm tiền trên youtube hướng dẫn làm youtube và nếu như bạn là một người mới đang tự làm youtube một mình cần có một cái lộ trình phương pháp bài bản để làm youtube chuẩn ngay từ đầu không bị mất thời gian sửa sai không bị mất thời gian để trả giá cho những bế tắc của mình mà không có ai gỡ rối có người để hỏi khi mọi người bế tắc thì mình có một cái chương trình hướng dẫn làm YouTube như thế dành cho mọi người và phương pháp của mình sẽ giúp cho mọi người kiếm được tiền ngay từ những cái thời điểm đầu tiên khi mọi người bắt đầu làm YouTube Ok, nếu như mọi người quan tâm đến cái chương trình hướng dẫn làm YouTube này của mình thì mọi người có thể là nhắn tin trực tiếp cho mình hoặc quét đâu đó, đó ở trên mã QR code hay là bên dưới cái phần mô tả sẽ có một cái đường link thông tin chi tiết về chương trình mọi người ha Ok, mình mong rằng tất cả mọi người sẽ thành công với YouTube Đó cũng chính là mục tiêu và sứ mệnh của kênh Dương Ca Ok, bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhớ bấm nút like và đăng ký kênh nha